Và ngay sau đây chúng ta lại quay trở lại với chương trình rất là sôi động, mong đợi của chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những tiết mục tiếp theo, với tiết mục được mang tên Cô Gái Mở Đường. Trân trọng được kính mời các cô và các chị chúng ta trở về phần tham gia trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Tiết mục rất là tuyệt vời.